10. Thiếu gia, ta đến cứu người đây. Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Bảo dân. Bảo dân thối. Bảo dân chết tiệt. Dạ thôi. Người đấy, từ nhỏ chưa từng nhìn thấy nước, còn dám nhảy xuống nước. Ngươi như vậy không phải đi tìm chết sao? Bảo dân thối, bảo dân chết tiệt. Giờ ta sợ chết khiếp. Đau đau, bị thương ở đâu? Ở đâu cũng đau. Ta tìm được thuốc chữa bệnh cho Nhũ Nương rồi. Cái gì? Ta đã tìm được thuốc chữa bệnh cho Nhũ Nương rồi. Đi, về giường trà. Thuốc đó làm thế nào? Ngươi cầm theo sọt. Thiếu gia, người chậm thôi. Người chậm thôi. Vì sao mỗi lần gặp người này, ta luôn có cảm giác kỳ lạ? Cảm giác đó là sợ. Vì sao ta lại sợ người phàm này? Hoặc là hận. Nhưng ta và hắn chưa từng tiếp xúc, sao lại có thể hận được? Còn cả chiếc vòng trên tay của hắn, lẽ nào là vòng càng khôn? Chẳng lẽ hắn chính là Nara? Đến như hắn thực sự là Nara, trên eo nhất định có vết sẹo. Không quan quản là xà yêu. Không có việc là chạy đến đường của ta làm gì? Ông tưởng tôi muốn đến sao? Mỗi lần đều trùng hợp đến nơi này. Trùng hợp? Vậy thì hết trùng hợp rồi. Thì ngươi nên rời đi rồi đó. Ta có đi hay không? Không cần ông lo. Không cần ta lo sao? Kẻ nào? Tao còn chưa hỏi ngươi là ai đấy. Đánh nhau à? Đánh tiếp đi. Đánh nữa đi. Giáng Long La Hán, Phật sống của ta. Không làm ngài bị thương chứ? Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhất định phải thứ lỗi cho ta đấy. Không có, là tiểu nhân không tốt. Tiểu nhân thỉnh an ngài, ngài rộng lượng, làm lỡ ngài yên tĩnh tu luyện rồi. Còn tiểu nhân nữa, ông ấy trà thủ tổ tông, cho dù không sống một vạn năm thì cũng phải mấy nghìn năm tuổi nhỉ? Đâu có lớn như vậy. 1001 tuổi, thêm 200 ngày nữa 4 canh giờ. Đây còn nhỏ à, mắng ai chứ? Không không, cái này không thể nói đến tuổi tác. Cái này phải nói theo gia thế. Ngài là thần tiên, bọn ta đều là tiểu tốt vô danh, không đáng nhắc đến. Đây, ông còn đánh không đây? Đi, muốn đánh cũng phải đổi ngày khác đánh. Không thấy ta đang bận sao? Vậy ta coi như ông xin tha. Sau này đừng gây phiền phức cho ta nữa. Đi. Đi. Lão trà thụ,
hỏi ông một chuyện. Bào phủ của thành Hàng Châu đó, Bào Nhân trong bào phủ là người thế nào? Bào Nhân hắn là con cháu ta. Con cháu ta đấy. Gã không thấy bảnh trường này, dương trà này đã mấy trăm năm rồi. Cái này còn không phải ta giữ cho bọn chúng sao? Vậy ta hỏi ân, ông có cảm thấy hắn có gì khác thường không? Không có, rất bình thường. Không có gì bất thường. Không có. Ta nói ông ấy, sao ông không giác ngộ vậy? Giác ngộ? Giác ngộ gì? Nói ông không hiểu. Đi đây. Đừng. Phật sống của ta à. Ông không thể nói một nửa rồi đi được. Ông xem, làm ta nóng ruột chết được. Ông biết nhiều chuyện như vậy không tốt cho ông. Ta muốn biết. Đúng rồi. Cái này. Ta nhớ ra rồi. Ông muốn dọa ta chết khiếp à? Đúng, hắn có điểm không đúng. Có, cái gì? Hắn có thể nhìn thấy ta và Tiểu Trà Thụ Tinh. Hắn có thể nhìn thấy ông và Tiểu Trà Thụ Tinh sao? Thật đó. Mấy ngày trước, ta còn nhìn thấy hắn bôi thuốc cho Long Tỉnh. Đây thì đúng rồi. Ta nghĩ tiểu tử này cũng không thể không biết gì cả. Nói cho ta đi. Không được. Đừng. Ta mời ngài uống rượu. Rượu ta có. Vậy ta mời ngài uống trà. Trà do Bào Nhân đích thân sao? Thơm lắm. Cái này có chút thú vị. Nói đi. Đứa cháu này của ông, hắn không phải người. Không phải người. Hắn là thần tiên. Trên đời này có thần tiên suối quẩy à? Từ lúc hắn sinh ra chưa từng được sống tốt. Ông xem, nói ông không hiểu. Ông còn không hiểu thật. Vậy mong Phật sống chỉ rõ. Chỉ rõ cho ta. Ông tưởng rằng thần tiên thì không phạm lỗi à? Thần tiên ở trên trời cũng phải phạm lỗi như thường. Phạm lỗi rồi thì phải làm sao? Phạt thôi. Trừng phạt nặng nhất chính là bị đày về nhân gian, lần nữa đầu thai làm người. Chuyện này thì phạm sai lầm lớn thế nào chứ? Hắn đã phạm sai lầm lớn lắm. Hắn đó, để một tiểu yêu tinh từ trong tay mình trộm mất bảo vật Tịnh Bình, trấn thủy thiên giới. Ông nói xem, lỗi này lớn hay nhỏ? Vậy phải làm sao? Dân gian hạn hán lớn, bách tính thì cuộc sống bấp bênh. Một ngày còn chưa tìm được Tịnh Bình thì hắn không thể sống yên một ngày. Cháu trai đáng thương của ta, vậy không có cách nào giải quyết sao? Phải làm sao đây chứ? Cách thì có. Chỉ cần hắn có thể tìm được Tịnh Bình, trở về thiên đình phục mệnh, thì hắn có thể thành công trở về rồi. Chuyện này, thần tiên thật. Bảo Nhân nhà bọn ta là thần tiên. Vậy hắn là Đa Tra. Đừng. Ông giỏi tiếng thôi. Tiểu Nhân biết sai. Ông muốn để người trong thiên hạ đều biết sao? Đồ gốc này, ta sai rồi. Ta bình tĩnh một chút. Đa Tra, đi. Tiêu gia, mệt chết ta rồi. Ta phải hái chè. Cái gì? Hái chè? Người hái chè sao? Thời gian không kịp nữa, ta cũng không tìm được công nhân. Xem ra phải tự mình hái. Thiếu gia, ta vẫn là gọi người đến giúp người. Dáng vẻ này của người, ta thấy vẫn là thôi đi. Vũ Nương đã bệnh thành như vậy rồi,
Bỏ lỡ một ngày là bệnh tình lại nặng thêm một chút. Lại nói, chè này kéo dài không hái cũng không phải cách. Cứu người không bằng cứu mình, còn không bằng tự mình hái. Bao giúp ta đi. Ta không được. Ngươi không lo bệnh của mẹ ngươi sao? Ta lo, nhưng uống súp chè có thể chữa bách bệnh sao? Súp chè của chúng ta chính là loại thuốc tốt nhất. Thiếu gia, không phải người điên rồi chứ? Uống trà có thể chữa bệnh, ta không tin. Là thần tiên bóng mộng nói cho ta biết. Vậy ta càng không tin. Còn có thần tiên bóng mộng nói cho người, nói cho người uống trà có thể chữa khỏi bệnh ra. Thiếu gia, người không phải là lần này mệt quá có chút. Nếu người không muốn giúp ta thì nhanh trở về chăm sóc mẹ người, đừng ở đây quấy nhiễu lung tung. Đi bao. Thế này, đi đi. Thiếu gia, đi đi. Đây, hắn để một tiểu yêu tinh từ trong tay mình trộm mất bảo vật Tịnh Bình, trấn thủy thiên giới. Quá ra hắn là Tịnh Bình mà bị giáng xuống phàm giới. Chỉ cần hắn có thể tìm được Tịnh Bình, trở về thiên đình phục mệnh, thì hắn có thể thành công trở về rồi. Thế giới này thật nhỏ. Nếu như có một ngày hắn biết ta đã lấy đi Tịnh Bình, là ta hại hắn đến nông nỗi ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ hận ta. Với tốc độ này của huynh, phải hái đến lúc nào? Tiểu Thanh cô nương, cơn gió nào thổi cô đến đây? Bảo công tử, ta muốn đến hái chè. Không biết nơi này của huynh còn giận người không? Mấy lần trước cô đều kịch liệt từ chối, hôm nay sao vậy? Chủ động đến làm việc ở vườn trà của chúng ta. Cô không sợ ta, người không may mắn sẽ làm cô xui xẻo? Xui xẻo hơn nữa cũng không thể vượt qua được ngân lượng, không phải sao? Cô nói phải. Nhưng hiện giờ ta không trả đổi cái giá đưa ra lúc đó. Tiểu Thanh không tính toán, có vẫn tốt hơn là không. Vậy được, cô đi thay đồ đi. Rốt cuộc các người đang tính toán chuyện gì? Tổ Tam Gia Gia, Tổ Tam Gia Gia, ông quay về rồi. Lại sao vậy? Tổ Tam Gia Gia, chúng ta sắp bị chủ nhân giày dò hết rồi. Đúng thế, ở đâu? Ông xem. Hắn là muốn làm gì vậy? Hắn điên rồi sao? Đâu chỉ như vậy, Tổ Tam Gia Gia, ông xem. Để Thanh Xà giúp hái chè. Ta Tổ Tam Gia Gia, Tổ Tam Gia Gia, ta thế này được không? Làm việc đi. Không được dùng tay, chỉ được dùng môi. Môi. Chuyện này sao? Nếu như cô nương không bằng lòng, ta cũng không miễn cưỡng. Tóm lại, nhưng cảm ơn cô chịu đến giúp. Cút ra. Thanh xà độc ác, đừng đụng vào ta, đi ra. Các ngươi đừng ở đây ảnh hưởng đến ta. Ngươi đừng đến, bọn ta sớm đã nhìn ra rồi. Ngươi có âm mưu, ta sẽ không để ngươi đụng vào ta đâu. Không để. Sao vậy? Vừa rồi ta không cẩn thận trật chân. Vậy cẩn thận nha. Không sao. Ngươi mau cút ra. Cô không sao chứ? Không sao, không sao. Ta không mặc vừa bộ đồ này, cho nên dẫm vào góc váy. Thật không sao? Thật sự không sao? Không sao mà. Không sao thì tốt. Ta sợ có vài con côn trùng nhỏ tùy hứng hoặc là gì đó làm cô bị thương. Sao lời này lại nghe khó chịu vậy? Rốt cuộc chủ nhân của chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta không? Đám nhỏ gốc này hỏng rồi. Bọn chúng nhưng thật sự cho rằng bào nhân không nhìn thấy chúng. Xong rồi.
Hắn có thể nhìn thấy bọn chúng. Ai đó không phải đâu. Ngươi là ai? Có thể nhìn thấy yêu tinh. Xem ra hắn thật sự không phải phàm nhân. Ai là yêu tinh? Ngươi mới là yêu tinh. Ta thấy ngươi không phải thứ tốt đẹp gì. Ngươi đến đây làm gì? Ta là đến đòi bạn. Đeo ra, đưa bạn đây. Bảo dân, cẩn thận. Cẩn thận. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu muốn tịnh bình thì xong đến ta. Đừng làm tổn thương đến người vô tội. Sao? Cô đau lòng à? Không nhìn ra, cô cũng rất có tình nghĩa. Kẻ thù giết chồng đang ở trước mắt. Ai còn cần cái bình chở đó của cô nữa? Ta muốn mạng của Đa Tra. Bao dân. Sao lại như vậy? Vì sao không có? Vì sao? Vì sao? Bảo dân. Tiểu Thanh cô nương, nói cho ta biết, rốt cuộc hắn có phải Na Tra không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không biết. Được, vậy ta giết người trước. Bảo dân. Bảo dân, dám giết cháu ta, ta liều bạn với ngươi. Bảo dân, Bảo dân à, rốt cuộc cô là ai? Bảo dân, Bảo dân, cô tỉnh lại đi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ông là ai? Ta là người cứu cô. Người? Sao có thể? Đây là đâu? Là đây an toàn. Rốt cuộc ông là ai? Ta là ai không quan trọng. Bảo dân là ai mới quan trọng. Hắn là ai? Có liên quan gì đến ta? Kẻ thù giết chồng cô không liên quan đến cô sao? Đa Tra,
Không thể nào, ta đã nhìn rồi. Sau lưng hắn không có vết sẹo đuôi rồng của Tam ca. Cô nghĩ cho kỹ đi, tính cách của hắn, dòng càng khôn, còn cả Tịnh Bình. Đợi đã, chuyện này phải bàn tính lâu dài. Bàn tính lâu dài, cô đã đợi mấy trăm năm rồi, chút thời gian này còn không đợi được sao? Đợi công phu của cô tu đạo rồi, đương nhiên có thời gian giết hắn. Ông là ai? Rốt cuộc ông là ai? Ông nói mau, chỉ cần có thể cứu Tam ca ta, chuyện gì ta cũng đồng ý. Đưa giấy trên người cô cho ta. Muốn giấy làm gì? Ta muốn làm quan thì phải có nước cờ đầu mà. 23 năm trước cô từng cứu ta một lần. Quên rồi? Là ông. Người lấy đi giấy rồng của ta. Lần này ngươi lại muốn làm gì? Đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ cần Tịnh Bình. Tịnh Bình? Ông muốn Tịnh Bình làm gì? Tương Quỳnh trong Tịnh Bình có thể khiến con người trường sinh bất lão. Đến lúc đó, Giang Sơn Đại Tống đều là của ta rồi. Làm người thì có tác dụng gì? Trường sinh bất lão thì sao? Ta không phải muốn làm người, ta là muốn làm hoàng đế, làm một hoàng đế trường sinh bất lão. Từ đây về sau, đứng ngọc hoàng trên trời cũng phải nể ta ba phần. Lão gia, chuyện gì? Phụ quốc sư phái người đến gửi cho ngài một phong thư. Người đi trước đi. Dạ lão gia. Đại hội uống trà sau 3 ngày, gồm có trà Huệ Minh, trà Vọng Hải, trà Kính Sơn, trà Lục Tiễn, khai qua Long Đỉnh, trà An Cát Bạch, Đại Phật Long Tỉnh, Võ Dương Xuân Vũ, Tùng Dương Ngân Hầu, chính và tham gia cạnh tranh đứng đầu về trà, lần lượt xếp hạng 3 vị trí đầu sau: khai qua Long Đỉnh, trà Võ Xuân Dương, trà Vọng Hải, ra dĩa đạo bạo, suy đồ văn hóa. Liệt Tổ Liệt Tông Bào Gia, Giang Thừa Vô Dụng, trà Bào Gia đã quỷ quại trong tay ta rồi.
Ta không sao. Đúng rồi, hôm qua cô ấy vội vàng hái lá trà. Đuổi không kịp ta. Ta sắp bắt được ngươi rồi. Không được, cứ như vậy ra ngoài, những tiểu yêu tinh đó chắc chắn còn muốn gây phiền phức cho ta. Ta trang điểm một chút. Đừng chạy, đừng chạy. Ngươi đừng chạy mà. Đừng có chạy nha. Tịnh Bình, bây giờ cuối cùng ta có thể hiểu được tâm trạng của tỷ tỷ. Có thể làm việc cho người trong lòng là vui vẻ và thỏa mãn như vậy. Chẳng trách tỷ tỷ nói có thể kết hôn, sinh con, bạch đầu giai lão với người trong lòng mới là điều hạnh phúc nhất. Đều tại tên quà thượng thối đó. Nói cái gì bà yêu và người khác biệt. Nếu không phải hắn, tỷ tỷ và Hứa Tiên, người và yêu khác biệt. Ta và huynh ấy không phải người và yêu. Không được, ta không thể hại huynh ấy. Ta không thể. Tịnh
tịnh bình. Ngươi nói ta nên làm sao đây? Ngươi cũng cảm thấy bọn ta không nên ở cạnh nhau phải không? Tịnh Bình, chúng ta đi thôi. Ta từng đồng ý với tỷ tỷ, sẽ không bước lại với sơ đổ của tỷ ấy. Ta không nên hại Bào Nhân. Tịnh Nhi, muội không bằng tất cả cứu hắn là vì sao? Muội không có. Đừng lừa ta. Tất cả những điều muội trải qua, ta đều trải qua rồi. Ta còn không biết suy nghĩ của muội sao? Ban đầu ta chẳng phải vì tìm Hứa Tiên báo ơn, kết quả đã hại bản thân cũng liên lụy muội, còn khiến Hứa Tiên rơi vào vạn kiếp bất phục. Tịnh Nhi, tội ác lớn nhất trên đời là lừa người dối mình, hạnh phúc lớn nhất trên đời không gì bằng buông bỏ được. Đợi đã, quay người qua đây. Ta bảo cô quay người qua đây. Rốt cuộc cô là ai? Cô có thể quay người lại không? Ta chỉ muốn biết cô là ai. Bất kể cô là thần tiên hay là yêu quái, ta chỉ muốn biết vì sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Là ta, Tiểu Thanh cô nương. Vậy người vừa rồi, thần tiên tỷ tỷ sao? Ta không phải thần tiên tỷ tỷ gì, càng không phải nữ tử trong bức tranh đó. Ta chỉ là ta, Thanh xà Tiểu Thanh. Không biết xưng hô với cô nương thế nào. Tiểu Thanh, huynh không cần sợ. Ta không có ý muốn hại huynh. Ai nói ta sợ? Vậy ta nên nói gì? Huynh rất dũng cảm sao? Dũng cảm đến không sợ rắn sao? Xà yêu thì sao? Người thì sao? Mà thần tiên thì sao? Càng không phải đều cùng sống giữa đất trời này sao? Ta từ nhỏ đã bị người khác nói thành yêu quái. Có lẽ tình cảm giữa ta và yêu quái có lẽ càng gần gũi hơn. Quynh thật sự không sợ ta sao? Không lẽ cô còn muốn biến về nguyên hình dọa ta? Vậy thì cô biến đi. Biến về rồi cô sẽ biết ta vẫn không sợ. Đem chân trước đây của tỷ tỷ sợ. Nếu ta và tỷ tỷ không cẩn thận lộ ra chân thân, hắn bị dọa đến dở mật. Cô nói Hứa Tiên, Quynh biết hắn sao? Chuyện của tỷ tỷ cô ai mà không biết. Nam nhân đó đã đi làm hòa thượng. Bà tỷ tỷ ta bị ép với Lôi Phong Tháp, mãi mãi không được siêu sinh. Phải, tất cả những chuyện này đều là số mệnh. Nhưng nếu như đổi một nam nhân khác, có thể sẽ không phải kết cục như vậy. Còn có kết cục khác sao? Sẽ có, tuyệt đối sẽ có. Ta phải đi rồi. Quynh bảo trọng.
Vết thương của cô chưa khỏi hay là không? Ta vẫn là về giếng rồng của ta. Tranh thủ lúc này, đã hái xong chè rồi, xem ra cũng không cần ta nữa. Cái này trả lại cho Quynh. Cái này sao ở chỗ cô? Ta không cần. Là ông trời để ta nhặt được nó, cho thấy duyên phận của các Quynh còn chưa hết. Duyên phận của ta và nó, duyên phận giới dẫn. Từ lúc ta sinh ra, tất cả mọi người đều nói ta đeo đó có thể khiến cha mẹ không chịu tai họa, có thể khiến bách tính Hàng Châu không chịu tai họa. Cho nên từ nhỏ đến lớn, bất kể người khác chê cười thế nào, ta đều đeo nó. Kết quả thì sao? Hàng Châu vẫn không có mưa. Cha mẹ ta vẫn dứt bỏ ta. Bách tính Hàng Châu vẫn trốn tránh ta. Quên đừng như vậy. Bọn họ là phàm nhân, quên không giống họ. Cô cũng nói ta khác biệt. Vậy rốt cuộc ta là ai? Ý của ta là, đến Quynh cũng có thể chấp nhận ta thì Quynh nhất định không phải người bình thường. Đến cô cũng không biết ta là ai. Thật sự không biết ông trời để ta, lẽ nào chính là để ta gây hại người sao? Bạn nhân, Quynh nghe ta nói, Quynh là người lương thiện nhất mà ta từng gặp, cũng là nam nhân tính tình tốt nhất. Quynh vì cứu ta, không sợ cường quyền biểu dương chính nghĩa. Quynh vì hái thuốc cho Dũng Bẩu, không ngại bảo hiểm tính mạng. Quynh càng vì bách tính Hàng Châu, nhẫn nhịn gánh giác, không bằng vất vả đi tìm vùng nước. Tất cả đều là bạn. Quynh không phải sao chổi, hoàn toàn ngược lại. Quynh là anh hùng đến cứu Hàng Châu. Đa tạ cô. Nhớ lời ta nói, kiên trì là bản thân Quynh, đừng từ bỏ. Bảo trọng. Tiểu Thanh cô nương, xin lỗi Bảo Nhân, là ta đã khiến Quynh chịu nhiều ấm ức như vậy. Tiểu Thanh cô nương, ta muốn mời cô uống trà do ta tự tay pha.